Đông trùng hạ thảo thường được sấy khô theo 3 phương pháp sấy, đó là phương pháp sấy nhiệt, sấy lạnh và sấy thăng hoa. Có nhiều chị em thắc mắc là làm sao để phân biệt được 3 loại đông trùng sấy khô ở trên. Hôm nay Chi làm cái video này để hướng dẫn cho cả nhà biết được cái cách phân biệt về cái hình dáng bên ngoài nè và ưu nhược điểm của từng loại cái đông trùng sấy khô nha. Đầu tiên là đông trùng hạ thảo sấy nhiệt. Sấy nhiệt thì sợi nấm được sấy ở nhiệt độ là 40 đến 60 độ. Việc sử dụng nhiệt độ cao này thì sẽ làm cho cái sợi nấm bị teo lại rồi và màu sắc sẽ bị sậm lại như thế này. Rồi loại này thường có chứa rất là ít dược chất, bởi vì khi chúng ta sử dụng nhiệt độ cao để chúng ta sấy thì sẽ làm cho dược chất trong sợi nấm bị phá hủy đáng kể. Và đông trùng hạ thảo sấy nhiệt thì cái phương pháp này rất là dễ sản xuất và thường thì nó được dùng để làm nguyên liệu trong nấu ăn, trong chè dưỡng nhan. Và các bạn thường hay thấy cái loại này trong những cái bịch chè dưỡng nhan đó. Loại này trên thị trường thì có cái giá thành rất là rẻ và nguyên liệu đem đi sấy thì không được tuyển chọn và nó bị hỗn tạp. Thứ hai là phương pháp sấy lạnh. Sấy lạnh thì sợi nấm được sấy ở nhiệt độ là từ 10 đến 50 độ. Sợi nấm ít bị teo hơn là sấy nhiệt và ít bị biến dạng hơn và màu sắc thì nó có đẹp hơn. Loại này thì có dưỡng chất ở mức trung bình và nhược điểm là nó thường bị oxy hóa rất là nhanh và nó bị mất vị theo thời gian. Sấy lạnh là phương pháp cũng rất là dễ sản xuất và cái loại sấy lạnh này thì thường được kết hợp với các món ăn hoặc là dùng để làm các cái thức uống bồi bổ. Và thứ ba là loại đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa. Đây là một trong những công nghệ sấy hiện đại nhất hiện nay. Và cái công nghệ sấy thăng hoa này thì sợi nấm được sấy ở nhiệt độ là ở âm 50 đến âm 80 độ. Ưu điểm là sợi nấm nhìn rất là đẹp, giữ được nguyên vẹn hình dáng màu sắc của sợi nấm, màu vàng cam rất là tươi. Mùi vị thì được giữ nguyên vẹn, có cái mùi tanh nhẹ đặc trưng của sợi nấm và giữ được hàm lượng dược chất cao, lên đến 80-90% so với dạng tươi. Loại này thì chi phí sản xuất nó rất là cao và nó khó sản xuất hơn hai cái loại còn lại. Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa được sử dụng cho mục đích là hỗ trợ chuyên sâu về sức khỏe và làm đẹp, giúp bồi bổ cải thiện sức khỏe cho người bị suy nhược nè, rồi những người chán ăn, mất ngủ hay là những người bị suy dinh dưỡng hoặc là những người bị ốm, rồi rất tốt cho bệnh tim mạch, rất người tốt cho những người bị bệnh tiểu đường cũng như là phòng chống ung thư, giúp cho nam giới tráng dương bổn thận, tăng cường sức khỏe sinh lý, đồng thời là cải thiện được chất lượng tinh binh. Đối với nữ giới thì đông trùng hạ thảo sẽ giúp kích thích tăng nội tiết tố, hạn chế quá trình khô hạn bốc hỏa sau mãn kinh và giúp làm đẹp da. Và chỗ Chi thì có đông trùng hạ thảo Fancy được áp dụng theo công nghệ sấy thăng hoa và có đầy đủ giấy tờ kiểm nghiệm là hai thành phần mà các bạn nên lưu ý để nhận biết đông trùng hạ thảo chất lượng, đó là adenosine và codicipine ở tỷ lệ cao. Hàm lượng codicipine là chiếm tỷ lệ là trên 8.000 mg trên kg và adenosine là trên 2.000 mg trên kg thì mới đảm bảo được là đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa cao cấp nhất nha cả nhà. Và các bạn đừng quên là liên hệ với Chi qua số điện thoại 0374612939 để được tư vấn sử dụng và giải đáp thắc mắc nhanh nhất nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video sau.